chưa tiết lộ 18 bí quyết ám thị ứng dụng tiềm thức để đan sâu. Phần 1. Cuộc đời như một hòn đá, chính anh chị là người quyết định hòn đá ấy phủ đầy rong rêu hay trở thành một viên ngọc sáng. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho tất cả các chị 18 bí quyết sử dụng tiềm thức để ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và Phương mong rằng tất cả những điều này sẽ giúp cho các anh chị mình có một cuộc sống tốt hơn và thành công hơn. Các anh chị mình hãy ghi lại nha. Bí quyết thứ nhất, để tránh xung đột nội tâm. Các anh chị mình muốn tránh xung đột nội tâm thì trước khi đi ngủ, các anh chị cần lặp lại những khẳng định này. Tôi đang ngày càng phát đạt trong tất cả những lĩnh vực mà tôi quan tâm. Khẳng định này sẽ không gây ra sự bất đồng nào vì nó không gây mâu thuẫn với cảm giác thiếu hụt tài chính bên trong tiền các anh chị. Bí quyết thứ hai, đi ngủ với ý niệm giàu có. Mỗi đêm các anh chị hãy lặp đi lặp lại từ giàu có một cách nhẹ nhàng và tràn đầy cảm xúc như một câu hát ru. Hãy ru ngủ mình bằng từ giàu có, kết quả sẽ làm các anh chị ngạc nhiên. Bí quyết thứ ba, khi các anh chị cảm thấy việc kiếm tiền đối với mình nó chưa được dễ dàng thì các anh chị hãy ám thị. Tôi muốn có tiền, tôi thích có tiền, tôi sẽ dùng tiền một cách khôn ngoan, sinh lời và đúng đắn. Tiền bạc có thể xoay vòng không ngừng trong cuộc sống của tôi vui vẻ tiêu tiền và tiền lại sinh sôi kỳ diệu khi trở vào túi tôi. Tiền là hữu ích và cần thiết, tiền với tôi là nguồn mạch để có thể trở nên giàu có. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp nên tôi hài lòng về những điều tuyệt vời và sự giàu có bên trong tâm hồn mình.